Sáng qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quân khu nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí trung ương, quân đội và địa phương, tập trung tuyên truyền phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh, vai trò của lực lượng vũ trang quân khu 7 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giúp đỡ nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, kịp thời định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao bằng khen tặng 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2022. Hoạt động này được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự gắn bó, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác tư tưởng, lý luận, báo chí nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng.